Xin chào quý bà con, cô bác, anh chị lại đến với kênh Nhà đất Đắk Song của em nhé. Hôm nay em lại đi qua một mảnh đất tại xã Nam Mật Giang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông nhé các bác. Mảnh đất của mình thì có tổng diện tích là 5 héc ạ. Trên đất của mình thì bác chủ trồng là đông đặc là tiêu, với lại xen ít sầu riêng nhé các bác. Xen ít sầu riêng. Đó. Mảnh đất này thì cách trung tâm, chợ và trường học cái nằm tầm 3 cây số nhé các bác. Cách đường nhựa thì nó nằm tầm 1 cây số thôi các bác ạ. Đó. Mảnh đất này thì bác chủ nhà đang ra cái giá là 600 triệu một héc nha các bác. 600 triệu một héc. Đó. Mảnh đất này thì bác chủ nhà chưa có làm bìa. Đang có số lô số thửa ngoài xã của mình thôi. Đó, bác nào mà mua thì bác chủ nhà sẽ ra xã xin cái tờ bản đồ trích lục để cho các bác cùng tham khảo nhé. Mảnh đất của mình ở đây thì bác chủ nhà đã rào lưới B40 đây rồi. Đó, từ cái bờ này chạy theo cái bờ mặt đường đất này thì chắc tầm hơn phải nằm tầm 200 mét các bác ạ, theo cái đường đất như thế này. Con đường này là con đường đi ra ngoài ủy ban xã của mình này. Đó, ra ủy ban xã của mình. Còn theo cái bờ đó, trong bên kia thì rào kẽm gai. Nói chung là rẫy của bác chủ nhà thì bác cũng rào lưới hết rồi. Bác không có ở đây. Cho nên là bác ở đây thì bác thuê người làm và người làm ở đây thôi nhé các bác. Đó. Bây giờ em sẽ di chuyển vào trong để quay bên kia chi tiết cho các bác cùng tham khảo nhé. Đấy, bác nào mà xem video mà yêu quý em thì cho em xin một like và một đăng ký kênh nhé. Còn bác nào muốn tham khảo mảnh đất này thì cứ alo cho em. Em sẽ dẫn các bác đi tận vườn để các bác cùng tham quan nhé. Đó. Tổng diện tích là 5 héc nhé các bác. 5 héc. Trên đất của mình là đông đặc tiêu. Với lại xen ít sầu riêng. Là giá bác chủ nhà đưa ra là 600 nhé các bác. Để em sẽ quay cái video lại cho các bác cùng tham khảo ạ. Đây nha các bác. Còn cái mảnh đất của mình là theo cái đường lưới bên 10 kia. Đó, theo đường lưới bên 10 kia đi lên trên kia nha các bác. Chạy lên tận vào trong kia. Đó. Là bác chủ nhà đã rào lưới hết rồi. Theo cái đường bê tông như thế này. Đó, theo cái đường bê tông như thế này. Cái điểm em đứng mới nãy là dưới kia. Đó, chạy vuông vào trong kia. Và đây là con đường đi vào cái rẫy của mình. Và trên rẫy của mình là có một căn nhà như thế này. Nói chung là mảnh đất này thì 5 héc thì cũng có cái đoạn nó cũng rất chi là bằng bằng như cái sân như này, mà cũng có đoạn thì thoải, rồi cũng có đoạn là dốc như các bác. Đó, nó cũng là tương đối đó, chứ cũng không phải là bằng hết, mà cũng không phải là dốc hết hoặc là thoải hết như các bác. Ở đây thì sầu riêng này. Đó, bác chủ nhà đang sầu riêng, ít sầu riêng và tiêu. Ở đây là bác chủ nhà thuê người làm ở năm. Người ta ở đây nhé các bác. Ở đây thì điện nước đầy đủ nhé các bác. Đấy, đường này mình cũng cắt ra là đường rẫy của mình đi xuống dưới nhé. Để chia ra để bỏ phân nhé. Để bỏ phân và vận chuyển nhé các bác. Vận chuyển. Bên này cũng vậy, bên này của mình là chạy tuốt qua bên kia luôn các bác, chạy tuốt qua bên kia. Nói chung là 5 héc thì nó cũng khá là rộng. Đấy, đằng sau này là tiêu. Nói chung vườn này chỉ tiêu và sầu riêng là chủ yếu nha các bác. Tổng diện tích là 5 héc nha các bác. Bác chủ nhà ra giá là 600 triệu một héc. Đấy, bác nào mà quan tâm thì cứ alo cho em dẫn các bác vào tận vườn để các bác cùng tham khảo nhé. Cái mảnh đất này thì nó lại triềng về bên này, và sang bên này thì nó lại triềng về bên kia nhé các bác. Đó. Ở dưới này thì bác chủ nhà lại cấy bằng cây hông như này.
Đất này mình tưới bằng ao ở dưới nhé các bác, ao ở dưới. Đấy, bác nào mà quan tâm thì cứ alo cho em nhé, theo số điện thoại em để góc màn hình nhé các bác. Em xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác những video tiếp theo nhé.